Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc hôm nay thứ Sáu ngày 4 tháng 6 năm 2021. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi một số phần tin. Ngày 3 tháng 6 năm 2021, Thường trực Thành ủy thành phố Châu Đốc tổ chức buổi làm việc định kỳ với mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2021. Ông Đinh Văn Bảo, Phó Bí thư Thành ủy chủ trì buổi làm việc. 6 tháng đầu năm 2021, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Châu Đốc đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân, tăng cường công tác xã hội hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ khắc phục thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Nhân Bảo, Phó Bí thư Thành ủy đã đánh giá cao những kết quả mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố đạt được trong thời gian qua và đề nghị thời gian tới, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng công tác phối hợp, trao đổi thông tin, xây dựng chương trình hành động cụ thể, xác thực để đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp sớm đi vào cuộc sống tiếp tục triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cùng các quỹ chính quyền các cấp giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cùng ngày 3 tháng 6 năm 2021, Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao tặng giấy khen đột sức của Giám đốc Công an tỉnh cho anh Lý Tiền Niên, sinh năm 1983 ở ấp Dĩnh Khánh 1, xã Dĩnh Tế, có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trước đó khoảng 10 giờ ngày 8 tháng 5 năm 2021, anh Lý Tiền Niên đang đi công việc ở khóm Vĩnh Xuyên, phường Núi Sam, phát hiện anh Nguyễn Văn Thanh sinh năm 1987 ở khóm Vĩnh Phước là đối tượng nghiện ma túy không nghề nghiệp, đấu nói trực tiếp trộm xe mô tô cúp 50 trước cửa nhà anh Trần Minh ở tổ năm khóm vĩnh xuyên nổ máy chạy đi tìm chỗ tiêu thụ anh đuổi theo tri hô cùng mọi người bắt giữ đối tượng và tan vật bàn giao cho công an phường núi sam xử lý phát biểu tại buổi lễ đại tá lê phú thạnh phó giám đốc công an tỉnh biểu dương tinh thần truy bắt tội phạm của anh lý tiền niên đồng thời mong muốn trong thời gian tới người dân tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc góp phần cùng lực lượng công an đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Cũng trong ngày 3 tháng 6 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc tổ chức bàn giao 3 căn nhà đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, phường Châu Phú A và phường Vĩnh Huân. Đến tham dự có đồng chí Nguyễn Phúc Hoang, trưởng ban dân vận thành quỹ, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc. Dịp này, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc bàn giao hai căn nhà đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại phường Vĩnh Quân và một căn nhà đại đoàn kết tại phường Cho Phú A. Tổng số tiền hỗ trợ là 120 triệu đồng từ nguồn Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam chung tay chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống là việc làm thiết thực, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và doanh nghiệp đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, có nơi ăn chốn ở để ổn định cuộc sống, dương lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Cùng ngày 3 tháng 6 năm 2021, Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Châu Đốc phối hợp hội chữ thập đỏ phường núi sam trao nhà máy ấm tình thương cho ông trần văn đức ở khóm vĩnh phước 1 phường núi sam có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở Căn nhà có diện tích 32 m2, tổng số tiền 52 triệu đồng, trong đó Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường núi Sam hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn vận động của các nhà hảo tâm, phần còn lại gia đình tự đóng góp thêm. Dịp này, Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố và Phường Núi Sam tặng thêm các phần quà cho gia đình nhằm động viên gia đình ông Đức có thêm động lực, có chỗ ở ổn định để gia đình ông dương lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo là một số tin tức đáng chú ý khác. Mời quý vị và các bạn theo dõi mỗi đoàn viên thanh niên bằng những hành động việc làm cụ thể đang góp sức cùng cả nước trong cuộc chiến phòng chống Covid-19. Từ công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh đến lắp đặt bồn rửa tay đều được các bạn trẻ tích cực hưởng ứng. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên thành phố Châu Đốc tiếp tục tuyên truyền và hướng dẫn vận động người dân trên địa bàn thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo và cập nhật thông tin y tế thông qua ứng dụng NQV qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội tiếp tục tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế, khoảng cách, không tụ tập. Phát khẩu trang và dung dịch rửa tay miễn phí, phát 500 tờ rơi tuyên truyền, qua đó được 32 cuộc, có 1084 đoàn viên thanh niên hộ dân tham gia. Cùng với người dân cả nước, đoàn viên thanh niên thành phố thể hiện tinh thần sung kích, sáng tạo trong nhiều hoạt động thiết thực, công trình ý nghĩa, qua đó góp phần tích cực trong cuộc chiến phòng chống COVID-19. Theo số liệu của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, tính từ đầu năm đến ngày 30 tháng 5 năm 2021, toàn thành phố Châu Đốc ghi nhận được 62 trường hợp tay chân miệng, phát hiện và xử lý 6 ổ dịch. Một số địa phương có số bệnh nhân mắc tay chân miệng cao như phường Núi Sam, phường Châu Phú B, Châu Phú A, xã Vĩnh Tế để công tác phòng chống bệnh tay chân miệng đạt hiệu quả cao, trung tâm y tế thành phố châu đốc đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng chống dịch bệnh ngay từ đầu năm, đồng thời phối hợp với các phường xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng bằng nhiều hình thức như tư vấn, truyền thông, phát tờ rơi nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, triển khai tích cực các hoạt động vệ sinh, nâng cao sức khỏe nhân dân, thực hiện ba sạch, ăn uống sạch, ở sạch bằng tay sạch và chơi đồ chơi sạch tổ chức chiến dịch rửa tay bằng xà phòng thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm vệ sinh ăn uống ăn chính uống chính trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid-19 công an thành phố châu đốc ra quân xử phạt nghiêm hành vi không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông trên địa bàn qua tuần tra các lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính 47 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng mức phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng quy định tại điểm A khoảng 1 điều 12 của Nghị định 117 trên NDCB. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Châu Đốc cũng đã ra quân tuyên truyền cho người dân hiểu được những tác hại của dịch bệnh COVID-19, cũng như tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Kính chào quý vị và các bạn. Trên tay tôi đang cầm là chiếc điện thoại di động có cài ứng dụng Bluezone, một trong những công nghệ phổ biến ở Việt Nam để phòng chống dịch Covid-19. Và không cần truy cập một trang tin nào, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, ứng dụng này gửi đến những thông báo liên tục về tình hình dịch bệnh ở Việt Nam và giúp người dùng có thể chủ động phòng tránh. Vâng, với nguồn lực con người hạn chế, thì Việt Nam đã nhanh chóng xây dựng những giải pháp công nghệ được ví như những cánh tay nối dài để chống lại đại dịch. À, truy vết nhanh, Khoanh vùng và cách ly là những chiến lược đã giúp Việt Nam kiểm soát dịch bệnh thành công. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện có 5 giải pháp công nghệ được khuyến khích sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống COVID-19 tại Việt Nam. Đây cũng là bộ giải pháp hỗ trợ phòng chống và truy vết COVID-19 trong cộng đồng, bao gồm Blue Zone, ứng dụng cảnh báo tiếp xúc gần người nghi nhiễm COVID-19, EnCoVi, hệ thống quản lý tờ khai y tế tự nguyện, khai báo y tế cho người nhập cảnh. Hệ thống ghi nhận người đến, đi các điểm công cộng thông qua quét mã QR, hệ thống bản đồ chống dịch an toàn COVID-19. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể nói Việt Nam đã xây dựng được một bộ công cụ khá toàn diện nhằm phát hiện và kiểm soát tốt những ca nhiễm và nghi nhiễm. Tuy nhiên, các giải pháp công nghệ tự thân thì không thể giúp phòng chống dịch nếu không có sự tự giác của mỗi người dân và sự chủ động mạnh mẽ của các cấp chính quyền địa phương. Thực tế cho thấy, càng nhiều người dân cài đặt và sử dụng thì các ứng dụng này càng phát huy hiệu quả. Ngay khi có thông tin ca nhiễm Covid-19 xuất hiện trở lại trong cộng đồng, anh Bùi Minh Tuấn đã ngay lập tức kêu gọi hỗ trợ người xung quanh cài đặt ứng dụng Blue Zone, trước là những người thân trong gia đình, sau là bạn bè và đồng nghiệp. Tôi thấy việc cài Blue Zone này rất là có ích trong cái đợt mà dịch như này bởi vì là thứ nhất là sẽ biết là xung quanh mình là có ai đã từng tiếp xúc với cả người bị bệnh hay không và nếu mà mình đã biết rồi thì mình cũng sẽ lên cái phương án để tự mình chủ động phòng tránh được tôi thấy blue Zone thì có cái tiện ích khá là tốt trong cái việc là phát hiện những cái người có nguy cơ mắc hoặc là nhiễm covid thì giúp mình có thể là phòng tránh cũng như là bảo vệ bản thân Nhờ ứng dụng công nghệ Bluetooth để nhận diện các tiếp xúc gần trong thời gian đủ lâu, Blue Zone giúp truy vết chính xác những người tiếp xúc với các ca nhiễm và nghi nhiễm. Việc phát hiện cảnh báo sớm sẽ giúp loại trừ dần những ca lây nhiễm bị mất dấu trong cộng đồng, từ đó khoanh vùng hiệu quả và hạn chế xét nghiệm trên diện rộng. Bộ Thông tin và Truyền thông kêu gọi các bệnh viện, các cửa hàng ăn uống, trung tâm thương mại khuyến khích người ra vào cài đặt ứng dụng Blue Zone trong cái đợt dịch lần này chúng tôi đề nghị các đơn vị là tiếp tục triển khai mạnh mẽ lại những cái giải pháp truyền thông khuyến nghị người dân chúng ta phải sẵn sàng ngay từ bây giờ để có thể trong trường hợp xấu nhất là chúng ta sẵn sàng có cái có cái công cụ công nghệ để mà truy vết khoanh vùng nhanh sau nhiều đợt dịch như thế này thì ý thức của mọi người đã rõ rồi và chúng ta thấy rằng ấy là việc này nó sẽ tiếp diễn thậm chí trong nhiều năm vậy thì chỉ có cách là bằng công nghệ như là Bluezone để mỗi một lần thì chúng ta truy vết nó đơn giản hơn và chúng ta vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Chỉ tính trong đợt dịch thứ ba vừa qua, Blue Zone đã truy vết được 735 trường hợp, phát hiện 4.625 trường hợp tiếp xúc gần. Theo các chuyên gia, ứng dụng Blue Zone sẽ hoạt động hiệu quả nếu được 60% dân số trưởng thành, tương đương khoảng từ 30 đến 40 triệu người sử dụng. Trong đó cả cộng đồng sẽ được bảo vệ. Để cài đặt Blue Zone, người dùng có thể vào kho ứng dụng trên điện thoại hoặc truy cập website bluezone.gov.vn. Việt Nam đang trải qua đợt bùng phát dịch COVID-19 rất phức tạp với số lượng người nhiễm tăng cao từng ngày. Chính vì vậy, một tinh thần đoàn kết, hưởng ứng và chấp hành tốt những khuyến nghị để hạn chế tối đa mức độ lây lan dịch bệnh là hết sức cần thiết. Có thể nói, Bộ Giải pháp Công nghệ Phòng chống COVID-19 giống như một liều vaccine phòng bệnh. Tuy nhiên, vaccine sẽ chỉ phát huy tác dụng nếu được tiêm phòng trước khi nhiễm bệnh có cái mã quét QR code thì phải nói là chúng tôi giảm về cái việc mà nhân lực để mà hướng dẫn người dân kê khai tờ khai y tế. Đặc biệt là chúng tôi cũng đã triển khai tới tất cả các cửa hàng, hệ thống các cửa hàng dịch vụ các ngành nghề đa ngành nghề lĩnh vực ở trên địa bàn phường. Việc các địa phương và người dân sử dụng và khai thác hiệu quả bộ giải pháp sẽ giúp cho phạm vi khoanh vùng chính xác hơn, giảm bớt việc cách ly nhầm và phải cách ly trên diện rộng. Các doanh nghiệp công nghệ số chung tay chống dịch để Việt Nam chiến thắng dịch. Cũng hy vọng rằng một số ứng dụng này sẽ đi ra toàn cầu và góp phần giúp thế giới chống dịch thành công. Việt Nam đang trải qua đợt bùng phát dịch Covid-19 rất phức tạp với số lượng người nhiễm tăng cao từng ngày. Chính vì vậy, một tinh thần đoàn kết, hưởng ứng và chấp hành tốt những khuyến nghị để hạn chế tối đa mức độ lây lan dịch bệnh là hết sức cần thiết. Có thể nói, Bộ Giải pháp Công nghệ phòng chống COVID-19 giống như một liều vaccine phòng bệnh. Tuy nhiên, vaccine sẽ chỉ phát huy tác dụng nếu được tiêm phòng trước khi nhiễm bệnh. Để cuộc chiến chống COVID-19 đi đến thắng lợi, thì ý thức phòng bệnh hơn chữa bệnh của người dân vẫn là yếu tố vô cùng quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự của Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.